chuyển đổi số nó phải xuất phát từ cái việc rằng là giải quyết được cái bài toán nào đó của doanh nghiệp, phải ghi nhận được giá trị. Luôn luôn có cái tư duy về việc là tôi làm cái đó để làm gì, tôi làm cái đó để tôi tìm cái nguồn tăng trưởng mới.